Xin chào, mình là Yến Chi. Rất vui được gặp lại mọi người tại Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Những pha phạm lỗi thô thiển nhất quả đất. Phạm lỗi là một phần không thể thiếu trong bóng đá, nhưng có những cầu thủ lại dành cho đối phương những hành động khó có thể chấp nhận được. Họ nhiều lần có những tình huống phòng ngự thiếu tập trung, chơi bóng, thiếu kiềm chế và để những pha bóng xấu xí xảy ra. Không ít lần các cầu thủ phạm lỗi không cần thiết với đối phương trong vòng cấm, khiến đội nhà phải chịu quả đập phạt đền. Hãy cùng chúng tôi xem những pha phạm lỗi thô thiển nhất quả đất nhé. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe ở bên dưới nào. Tạm biệt. Phạm lỗi là một phần không thể thiếu trong bóng đá, nhưng có những cầu thủ lại dành cho đối phương những hành động khó có thể chấp nhận được. Họ nhiều lần có những tình huống phòng ngự thiếu tập trung chơi bóng, thiếu kiềm chế và để những pha bóng xấu xí này xảy ra. Không ít lần các cầu thủ phạm lỗi không cần thiết đối với đối phương trong vòng cấm, khiến đội nhà phải chịu quả phạt đền. Hãy cùng chúng tôi xem những pha phạm lỗi thô thiển nhất quả đất nhé. To the top, don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop. Yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm about too to lost. Go off. Speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy, and I will never stop. I'm motivated by enemies, setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work nonstop, but they call incessantly, than want some more job just to live life pleasantly. Hậu vệ của Everton đã chủ động chơi xấu khi đẩy lưng Firmino, khiến tiền đạo người Brazil ngã nhào về phía hướng cổ động viên đang ngồi. Tức tối vì bị chơi xấu, Firmino lập tức lao vào, tính ăn thua đủ với Hougay. Rất may các đồng đội của anh đã kịp thời can ngăn. Lần này là vì hôn má đối thủ mà Neymar nhận cái kết cực đắng. Phút 85 của trận đấu, cầu thủ được mệnh danh là Tiểu Ele bị Lucas Ocampos của Marseille chơi xấu từ phía sau. Thay vì để trọng tài làm phần việc của mình, thì tân binh 222 triệu euro của đội bóng thủ đô thời đó húc đầu vào mặt của đối phương. Chỉ chờ có thế, cầu thủ mang áo số 5 vật ngã ra như thể bị chích điện. Va chạm xuất phát từ pha cao chân của James Rodriguez với hậu vệ Kim Jin-su. Tiền vệ của Bayern Munich cho rằng Kim ăn vạ và câu giờ, tiến tới sốc đối thủ dậy. Cầu thủ Hàn Quốc phản ứng bằng cách gạt tay qua trước mặt James. Dù không trúng, nhạc trưởng của Colombia vẫn kêu lên, ôm mặt và ngã lăn lộn trên sân. Trong cuộc cãi vã giữa các cầu thủ, Cardona đưa hai tay lên mắt, ám chỉ hình ảnh mắt hiếp nhắm vào đội trưởng Kim Sung-jung. Hành động của tiền đạo 24 tuổi bị người hâm mộ lên án và chỉ trích vì được xếp vào hành vi phân biệt chủng tộc. Tình huống sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải chết cười với pha chì ngã êm nâng của Ramos và Luis Suarez. Theo như băng ghi hình quay lại thì có vẻ như là một cú ngã vừa quá đẹp mắt của Luis Suarez. Bất bình với việc số 9 bên phía Barca ăn vạ, thủ quân của Real là Sergio Ramos đã tiến đến và kéo hẳn tiền đạo người Uruguay lên, nhưng Suarez vẫn tỏ ra đau đớn và nằm lì trên sân. Có vẻ như Suarez đã diễn khá sâu bởi Keylor Navas gần như không hề chạm vào chân của tiền đạo này trong pha bóng trước đó. Tình huống đã gây tranh cãi xảy ra ở phút thứ 3. Benjamin Pavard nhoài người, chui bóng trong chân của Antonio Rudiger. Hậu vệ Đức nhảy tránh nhưng có vẻ là bị lỡ đà. Chân phải của Rudiger tránh được người Pavard, nhưng chân trái của anh này lại có động tác ấn xuống. Đinh giày của Rudiger trượt lên phần cổ của đồng nghiệp người Pháp. Nhà vô địch World Cup năm 2018 đã ra dấu xin sự trợ giúp của nhân viên y tế ngay sau pha va chạm. Đáng thương thầy trò bồn bắp ba của đội tuyển Pháp khi mà nhận được combo đau đớn
vừa bị mất bóng, vừa bị ngã sóng xoài trên sân, lại còn bị đồng nghiệp sút cho cú bóng vào đầu. Trong trận đấu Everton với Arsenal và tranh chấp giữa Morian và Calvert-Lewin cũng khiến cổ động viên có phen thót tim. Tiền đạo chủ nhà thực hiện động tác đẩy kính khiến hậu vệ Arsenal bay qua biển quảng cáo lao thẳng lên khán đài. I'm spitting this meticulous and limitless while others out there spitting shit got hits up on the charts and sit. I see why other artists quit cause people don't reward your shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand the stage with the crowd. Cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest, but I'm proud. No, I never had a doubt. Just like yeah. A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts cause I'm about too to lost. Go off. The speakers can't even handle me. Give it what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly. Then want some more job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting a forgotten soul, so stop dropping, roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, me home. It's shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping dough, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rocking on. So let me break, break. Gây gỗ, xô xát, va chạm là vô tình hay cố ý thì tất cả người hâm mộ chúng ta đều mong nhận lại được những bàn thắng đẹp, hơn cả là một cuộc chơi phẹp lầy, đúng không nào? Mong rằng các cầu thủ luôn luôn trong tâm thế ra trận một cách đẹp mắt, đúng luật chứ không phải là những màn ăn vạ hay chơi đểu nhau. Các bạn nhấn like, share và subscribe để nhận được những clip mới nhất từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.